Nè, mấy con đang chơi cái gì đó? Con đang chơi đá banh. Ủa, mình lấy này đi bắt cá hả ba? Ủa, con đã từng bắt cá mặn. Đây là cái gì không? Hồi trước là con đi qua gia đình siêu nhộm á, con có bắt cá mặn này nè. Thì là cái nôm. Đúng rồi, cái nôm. Dạ. Rồi bây giờ nè, bây giờ nhiệm vụ cho ba đứa. Bây giờ con lớn với con dẫn các em đi ra ngoài ngoài đây, ngoài ruộng. Con dùng cái nôm này tụi con coi con bắt được cái gì tụi con bắt nha. Còn ba ra phía xa này ba sẽ lấy chài bao ăn cá. Nhưng mà uống ngoài ruộng có gì đâu ba? Có chứ, có tùm lum con không ngoại á. Có cua, có ốc luôn, đúng rồi. Đúng rồi, bây giờ tụi con đi ra ngoài bắt đây. Con không được đi bắt cá hả? Có cá ngoại luôn. Xạo ba xạo. Thiệt, ba tới thiệt. Cố lên nha. Ba ngoài ruộng này hả ba? Yeah. Yeah. À. Trời ơi, không sao, không sao, không sao. Em đẹp vô ngay chỗ đó. Đúng với rồi, không sao rồi, hai anh em ơi nhau thấm thiết cái hung cái nè. Ừ, đâu rồi. Rồi, không sao rồi, rồi, ve lại nè. Rồi, ok, dẫn hai em đi đi. Con cầm cái nôm dẫn hai em đi đi. Em muốn cầm. Ba đi ngủ đây, ba đi ngủ đây. Đường tắt mà. Từ từ mấy em, từ từ. Em biết đi rồi. Lên lên anh cộng. Không, em không cần. Để dép trên tay đi xuống đi. Dép trên tay đi. Mất. Thôi em thôi. Cầm giùm anh đi, anh bắt tay luôn cho nó nhanh. Nói chung em nè. Cô Cam, cô kia. Em thấy cái càng của nó mà anh không thấy là em đi tìm cho anh nha. Giờ mấy em mang theo cái vỏ hay gì không? Bây giờ để chừng đây cái đi. Đi xuống đi. Đi xuống cái. Xuống không đi. Em muốn đi xuống. Ôi, trời ơi, nó nè. Ui. Dạ cái gì vậy? Con cua. Trời, con cua cá nó bơi qua nè. Anh cảm nhận được. Đi anh ơi. Đi bên đây nè. Em xíu em đi qua. Anh sẽ lùi với con nó ở đây nè. Anh sẽ đá chân cái. Rồi ra về một chỗ. Bây giờ mình sẽ bắt đầu công việc đầu tiên. Đánh cá bằng chài. Đầu tiên là mình quấn lại như thế này để cho nó thật gọn. Rồi mình móc một miếng lên trên vai. Thường lại là mình gom gom đó. Rồi, đây chút, cả này. Bây giờ Linh sẽ quăng mẻ đầu tiên đây các bạn. Gối kìa. Rồi nha, lại. Lần đầu ai cũng có sơ suất, ai cũng có sai sót. Ok. Lần hai. Hơi bậy xíu. Nhưng mà vậy là có sao không ta? Không có cá mà có đất. Ủa có cá các bạn. Ủa không phải cá mà là đất cây. Không sao, thua keo này tao bày keo khác làm lại. Trời, con cá nào tới anh nhảy xuống anh ụp đó đi nha, đợi tí nha. Ơi, giờ chơi lớn luôn, ngồi xuống rồi xuống bắt luôn. Mau xuống, mau xuống. Đâu con? Anh ơi, em tìm được một con cua. Nó kẹp đâu được ngón tay đâu. Tại nó nhỏ lắm. Anh ơi, em bắt được con cua rồi nè. Ok. Ủa cái người này con gì đấy? Đây là mọi người. Con gì? Con này nè. Bắt. Ôi xong, nó chạy mất tiêu luôn. Nó chạy qua hướng nào? Vụ này em kêu anh. Yeah. Một con cua khổng lồ. Nó kích động quá. Nó trơn quá à. Nè, đây nó đây rồi. Ok. Ôi, em bắt được con ốc rồi nè. Ờ, giỏi. Em cũng bắt được con ốc rồi. Ở đây nhiều ốc quá nhưng mà
này nè nè, để anh mát cho. Anh mát cái kèn đó nè. Đó, anh biết cách mát rồi nè. Đó. Coi để em đi lấy cái cô cho anh mát nha. Trời đất ơi, giờ này sắp tắt nắng tới nơi rồi còn chưa biết cách quăng chài nữa. Rồi rác hơi mấy đứa nhỏ nó bắt được mấy cá, mình không bắt được con nào chắc là mang nhục chết luôn. Phận làm ba mà không làm được gì cả. Không sao, mình sẽ quyết tâm. Bất quá mà bắt cá không được thì lát nữa mình lén lén từ nhỏ mình đi ra chợ mình mua mấy con cá về cho nó lẹ. Em có nghe cái ghi chú này nên em đã bỏ tiền hết ở nhà rồi. Cá ơi vô đi cá ơi. Không dính con nào thiệt luôn hả ta? Không dính cá ba mẹ, không phải dính cá con chứ. Có dính nè, có cá. Có cá các bạn. Dính cá thiệt. Nè. Có cá thiệt. Dính mắt dính cá rồi. Ba má ơi, lần đầu tiên con quăng chài con dính cá thiệt. Ê, ê. Đừng có nhảy coi. Em nói nhảy lên. Kệ nó. Không mà. Kệ nó. Em sợ. Kệ đặt lên. Cầm lên, không có sao hết. Nó bơi, nó trèo lên kìa. Con kia nó còn ba chân không. Trèo lên kìa. Kệ anh tí. Nhiều con gãy càng cho. Nhiều con luôn. Gãy bẻ hết càng nó đi. Nhưng mẹ không được. Em sợ. Vừa nãy nó trèo lên là cô vẫn trèo á. Đâu là con cua đọc. Không có con cua đọc đọc hết á. Bẻ hết rồi đó. Con cua là giấy ẹt. Thôi bây giờ mình đi mang vô nhà để cho ba đi. Coi ba đi tới đâu rồi á. Đi để anh giữ cái này cho. Mấy em cầm nó đi. Dạ. Wow. Quăng vậy mới gọi là quăng nè. Công tình luyện tập cuối cùng cũng quăng được một cú, cũng gọi là tạm hoàn hảo. Và xin hy vọng là cái mẻ này sẽ thắng lớn. Có cá cả nhà ơi. Đây nè. Cá nhiều quá, nặng quá sắp không nổi luôn nè. Sau một hồi luyện tập thì cũng được có chút chút thành quả. Ơi. Tèn 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 tèn. Rồi. Bây giờ mình lấy chiến lợi phẩm ra thôi. Tội thằng bé quá. Giặt. Rồi, đứt tay rồi, chảy máu luôn rồi. À. Cứng quá. Chảy máu tay rồi. Mai là cẩn thận rồi đó mà vẫn còn dính. Thôi, bây giờ mình đi vô mình chế biến thôi. Ăn mừng chiến lợi phẩm thôi. Tạm biệt búp bê thân. Tạm biệt búp bê thiên nha. Mẹ em vào lớp 1. Thương em. Chồng. Tạm biệt các em nha. Tạm biệt búp bê xe lắm. Tạm biệt búp bê bông bông. Mai em vào lớp 1 giờ. Ta về quê ta bắt cá. Bây giờ là buổi chiều hoàng hôn ở vùng nông thôn. Rất là đẹp, rất là thanh bình. Rồi bây giờ mình chuẩn bị nướng cá nha. Sẽ có kinh nghiệm hơn, không bị cái vây cá rô phi đâm nữa. Mấy con ơi. Ba ơi ba. Ba ơi ba. Ba ơi từ con mắt cá vô. Ba bắt được một nùi luôn nè, ghê chưa. Yeah, nướng cá ăn thôi. Bây giờ củi ra ba. Đây nè, nướng bằng rơm. Cho con nướng sữa được không ba? Ừ được. Cẩn thận nha, cái này nó bén lắm à. Ôi. Đừng, con cẩn thận, nó chém đứt tay á.
Cái nào vậy? Cái con cá này kinh vậy? Đó, đó. Nè, ba mới bị nó chém đứt tay, cẩn thận. Đâu? Nãy này chảy máu ở đây nó hết rồi. Ồ. Ê, con trời ơi. Nó kẹp con cá hả? Kẹp con cá kìa. Rồi con ghim xuống đất cho nó đi. Được quá. Ghim nổi không nè, ba ghim vào này, ba ghim vào. Con cá. Không phải kia bị giam kịp con cá. Ba ơi ba. Cái gì? Không mệt quá, bây giờ ông uống đi. Ba ơi, con cá này thả nó đi, nó nhỏ lắm. Ừ, nhỏ quá thả nó đi. Thú với việc sát sinh quá ha. Này là phóng sanh chứ không phải sát sinh. Ê ba ba. Ủa ba, sao mấy con này nó bự quá vậy ba? Bự mình ăn mới đã. Đúng không? Cái con này nó vẫn còn nhúc nhích đuôi ba. Ba bỏ mấy con ba khía vào ba. Rồi con quăng vô luôn đi. Con sợ cháy sao ba? Sao cháy được? Giật mạnh quá, con này giật mạnh quá. Ba lấy đâu ra nhiều rơm hả ba? Ông bục cho ba rơm. Ba xạo à? Xạo đúng rồi. Em Út còn biết nữa. Ô ba ơi. Ơi. Mình lấy rơm làm gì vậy ba? Để mình nướng cá. Rồi, được rồi, ok. Rồi, được rồi. Ghe chảy rồi. Trời ơi, nó ngon quá ba ơi. Xích ra dừng phỏng nha, mít nha. Ô, phỏng là cái gì vậy ba? Phỏng lửa đó, nóng đó. Ôi ba, ba. Khoanh dùng ra, trời. Nó dẫn qua đây không á. Mình biết rồi. Có chịu việc đựng đó hả ba? Đúng rồi đó, xích qua đó đi, lửa nó bạc qua giờ nè. Giống một đám cháy kinh hoàng quá ta. Một đám cháy kinh hoàng hả? Alo, Kiến Khỏa. Thử quăng vô thật. Ba ơi. Ba ơi. Ủa ba, khét cá. Chưa đâu, nó lâu chín lắm. Ba ơi ba, trời sắp tối rồi nè ba. Ừ. Trời cảnh đẹp quá. Cho bén lửa vô dạ. Rồi bây giờ là màn biểu diễn của Hiếu và Mít nha. Hai anh em chuẩn bị hát một bài tặng cho mọi người nè. Đúng rồi. Dạ. Chơi đi, đi rửa cao cao nguyên. Rồi tiếp. Hết thuộc rồi. Ủa vậy thôi hả? Dạ. Ông ơi, ông làm ông che hết hai mắt rồi thấy đường đâu mà làm. Dạ. Con nghĩ là nó khét rồi á ba ơi. Khét đâu. Bây giờ Mít với lại Hiếu đi vô mình tắm rửa sạch sẽ trước nha. Rồi mình đi ra ăn nha. Dạ. Rồi. Ơi thôi nhưng mà con ở đây à. Tại sao? Xem cá. Rồi cho Mít vô tắm trước nha. Dạ. Hai đứa chạy lá chuối ra đây để làm mình làm một cái bàn tiệc. Rồi, đã có một bàn ăn thịnh soạn. Cái chín rồi ba ơi. Ừ nhưng mà thì đó, bây giờ mình gom cái này lẹ nè để mình có chỗ mình ngồi nè. Anh vớt rơm xuống cho em đi. Đây. Hết nước rồi, hết nước rồi. Một con. Ủa nó ngon nè, mình lột vỏ ra mình ăn em. Mình cho còn nhất phần ba ơi, còn nhất phần. Không sao đấy, mình cạo cái lớp đó ra con. Rồi mấy con ghẹ của con đâu hết rồi. Ừ, mấy con ghẹ đâu hết rồi. Chắc nó đi về với cát bụi rồi. Thôi, vậy bây giờ con bắt cua, bắt ốc mồi luôn. Trời ơi, ba ơi, ba bắt cái nào mà còn nữa không vậy? Bên xuôi à. Được ba. Rồi. Rồi. Có thui. Dạ. Mít về rồi nè. Rồi, đó. Ba ơi ba. Sao? Ba làm này mấy lần rồi? Đây là lần đầu tiên ba làm. Wow. Nhờ có tụi con á mà ba mới có cơ hội có để mà được trải nghiệm như thế này. Bây giờ mình lấy tay mình xé nó ra. Mình phải xé cái da nó ra. Đúng rồi đó. Ôi. Ôi ơi ơi, mít này ngon quá. Nè, muối ớt đây. Rồi. Ngon không? Dạ ngon. Anh sẽ ăn mắt của nó nè.